EU trao tư cách ứng viên cho Ukraine trong thời điểm lịch sử. Các nhà lãnh đạo châu Âu hôm thứ Năm 23 tháng 6 đã trao cho Ukraine tư cách ứng cử viên chính thức được gia nhập liên minh 27 quốc gia của họ và chính EU ca ngợi đây là một quyết định lịch sử. Các nhà lãnh đạo của khối nhấn mạnh rằng các nước này sẽ có nhiều bài tập phải làm và bản thân EU sẽ cần phải thay đổi cách thức hoạt động để có thể đối phó với vấn đề trong tương lai. Lễ danh người đứng đầu Ủy ban EU phát biểu trong một buổi họp báo rằng ông tin Ukraine và Moldova sẽ làm những việc cần thiết nhất mà họ có thể để thúc đẩy quá trình trở thành thành viên chính thức của EU. Tổng thống Pháp Macron phản ứng trước quyết định của Ủy ban khi trao tư cách ứng cử viên cho Ukraine, Moldova nhưng lại không trao cho Georgia. Ông hy vọng Georgia có thể tiến hành các cải cách theo yêu cầu của cơ quan điều hành EU để sớm được đề cử là ứng viên. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Đức Robert Habeck đã gặp nhau tại Berlin vào thứ Sáu 24 tháng 6.